Khi ấy, xá lợi tử lại bạch Phật, bạch Thế Tôn sự thanh tịnh như thế không chuyển đổi, không tiếp nối. Phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh. Xá lợi tử bạch Phật, vì Pháp nào rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Phật dạy, này xá lợi tử, vì sắc rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì thọ tưởng hành thức rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này xá lợi tử, vì nhãn xứ rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi không tiếp nối, này xá lợi tử, vì sắc xứ rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi không tiếp nối, vì thanh hương vị xúc pháp xứ rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi không tiếp nối. Này xá lợi tử, vì nhãn giới rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối, vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc. Cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này xá lợi tử, vì nhĩ giới rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối, vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi không tiếp nối